Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp may mẫu áo dài cách tân cho bé trai. Phần hướng dẫn vẽ rập mình đã hướng dẫn trong video 117A rồi. Ngoài ra mình cũng có cung cấp phần rập có sẵn, có từ size 1 đến 10 tuổi. Bạn nào muốn liên hệ mua rập có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc là qua Zalo. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Sau khi đã có được phần rập giấy rồi thì các bạn sẽ sang dấu rập và cắt trên vải, bao gồm phần thân trước phía trên, phần thân trước phía dưới. Đây là phần nẹp thân trước, đây là phần thân sau. Trên rập là chưa có chiều đường may nên là khi các bạn sẽ cắt chiều đường may, thường là mỗi phần sẽ là 1 cm. Phần sườn này các bạn có thể chừa ngay cái khúc mà trên phần xẻ tà, mình có thể chừa là 2 cm, và từ phần xẻ tà trở xuống các bạn có thể chừa là 1.5 cm. Những phần này thì các bạn chừa 1 cm hết, riêng cái phần phía dưới này mình cũng chừa là 1.5 cm cho nó bằng với lại phần vạt áo. Phần thân trước phía dưới cũng vậy, các bạn cũng chừa mỗi phần là 1 cm. Phần sườn này các bạn sẽ chừa là 2 cm và phần phía dưới này chừa là 1.5 cm. Thân sau là mình sẽ có một cái đường gấp đôi ở đây thì các bạn sẽ gấp đôi vải lại. Còn nếu như mà các bạn may vải gấm hoặc là những cái vải nó có cái độ cứng mình không gấp đôi được thì các bạn sẽ đặt cái phần rập lên, sang dấu một phần bên trái. Sau đó các bạn đánh dấu điểm chính giữa và lật qua bên này và mình sẽ sang dấu tiếp phần bên còn lại. Khi cắt các bạn cũng cắt tương tự là chừa đường may mỗi phần là 1 cm. Phần phía trên này chừa là 2 cm. Và từ phần xẻ ta xuống mình sẽ chừa là 1.5 cm. Đây là hai phần tay áo. Tay áo thì các bạn lưu ý là sẽ có phần tay áo phía trước và tay áo phía sau. Khi cắt các bạn sẽ chừa mỗi phần là 1 cm đường may. Và nhớ lưu ý là hai tay sẽ cần đối xứng với nhau, nên là các bạn có thể là cắt hai tay cùng một lúc hoặc là mình cắt xong một tay thì mình sẽ quay ngược lại và mình sang dấu thì hai tay mình sẽ được phần tay đối xứng. Và với những phần tay mà có cái phần là tay hơi xéo vào phía trong như thế này thì khi các bạn chừa phần đường may, phần cửa tay các bạn nhớ đánh dấu cho nó xéo ra ngoài chút xíu thì khi mình gấp lên nó không bị thiếu hụt cái phần vải nha. Phần cổ áo thì mình sẽ chưa cắt trên vải mà mình sẽ cắt trên keo. Mình sẽ sử dụng keo cổ áo dài. Các bạn sẽ cắt phần keo bằng với lại phần cổ. Sau đó các bạn sẽ đặt phần cổ này lên trên phần vải, các bạn ủi lên, ủi xong thì các bạn mới cắt trên cái phần vải và chừa đường may trên cái phần cổ này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may. Đầu tiên mình sẽ đi may phần nẹp với lại phần thân trước phía trên. Các bạn nhớ đánh dấu điểm mà mình sẽ vào cổ, bởi vì từ cái điểm này các bạn sẽ may từ phần này, các bạn may tới đây và may dọc theo cái phần đường nẹp này. Sau khi may xong các bạn sẽ lật ra và may mí một đường trên phần lớp lót. Sau đó các bạn sẽ bấm nhẹ cái góc này để mình lộn ra cho nó êm nha. Phần nẹp nó sẽ nằm vào phía trong như thế này. Và từ cái điểm này, kết thúc của cái phần may thì các bạn sẽ bấm một góc ở đây để mình lộn ra mình vào cổ. Nhưng mà bây giờ mình chưa có vào cổ nên là mình chưa có bấm ra nha, chút nữa mình bấm sau. Với phần bên vạt áo còn lại, nếu như các bạn may vải mềm thì các bạn có thể gấp vào và mình may chung quanh như thế này, may cho nó gấp vào cái đường này phía trong. Còn nếu như các bạn may vải cứng như là vải gấm thì các bạn có thể là mình không may cũng được, mình vắt sổ là được nha. Vì cái đường này nó sẽ có cái đường cong ở đây nên là các bạn có thể bấm một hai đường ở đây mình gấp xuống cho nó dễ. Trước khi các bạn bấm thì các bạn may trước một đường ngay cái góc cong này nha. Chạy một đường chỉ ở đây xong các bạn sẽ bấm sơ để mình gấp xuống cho nó dễ nha.
Sau đó các bạn sẽ bấm ngay cái góc mà mình sẽ may phần cổ vào trên cái phần thân trước phía trên. Sau đó lộn hai phần này ra. Đây, nó sẽ nhô lên một đoạn như thế này. Bây giờ các bạn sẽ may cho phần này nó liền lại với nhau luôn. Các bạn sẽ may sẽ cho hai phần thân áo và phần nẹp nó liền lại với nhau như thế này. Sẽ dư một đoạn phần này mình sẽ tra phần cổ vào. Bây giờ mình sẽ ráp phần vai, thân trước và thân sau vào với nhau. May xong bước này thì mình sẽ để ủi cho phần nẹp này thẳng ra, phần vai này được bẻ nếp ra hai bên. Và các bạn cũng sẽ để ủi phần keo của phần cổ áo vào với phần cổ áo luôn nhé. Đây, sau khi mình đã ủi cho cái phần nẹp này nó phẳng ra như thế này, ở cái lớp trong này các bạn có thể mình ủi một cái lớp keo tan để mình cho nó dính vào cũng được, hoặc là các bạn cũng có thể may một đường lên phía trên. Và có thể là mình cũng không may cũng được, vì chút nữa mình sẽ làm những cái phần khuy ở đây, làm phần nút ở đây thì nó cũng đính lại, nó không bị hở ra đâu nha các bạn. Khi các bạn ủi thì các bạn cũng ủi luôn cả những cái phần mình sẽ gấp phần tà này vào, để chút nữa mình may cho nó dễ hơn ha. Mình ủi cho nó phẳng ra như thế này, chút nữa mình sẽ may vào. Và các bạn cũng đi ủi phần keo vào phần mình sẽ may phần lá cổ. Lá cổ này mình sẽ cần may hai lớp, một lớp chính và một lớp lót. Mình sẽ chỉ ủi keo vào phần lớp chính thôi như thế này. Sau đó bây giờ mình sẽ đi may lộn phần lá cổ vào. Các bạn đặt phần lá cổ lớp chính và lớp lót hai mặt phải quay vào với nhau. Và các bạn sẽ may theo cái đường ở phía ngoài, may cạnh cong ở phía trên nha. Và khi các bạn may thì các bạn sẽ kéo phần lớp lót một chút xíu cho nó căng ra. Chút nữa mình lộn ra thì nó sẽ êm hơn, nó không bị lộ ra ngoài. May xong thì các bạn sẽ đi gọt đi phần vải thừa. Gọt xong phần vải thừa thì các bạn sẽ lật ra, mình sẽ may giữ một đường lên cái phần lớp lót phía trong nha. Sau đó lộn phải phần cổ ra. Được cái phần cổ vuông như thế này. Và mình sẽ tiếp tục đi ủi phần cổ này ra nha. Sau khi mình đã ủi phần cổ ra như thế này, bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may phần cổ này vào với phần thân áo. Trước khi các bạn ráp thì các bạn nhớ đánh dấu cái điểm chính giữa của phần cổ. Đây, đánh dấu một điểm ở đây và cũng đánh dấu một điểm ngay chính giữa phần thân áo. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may phần cổ này vào với phần thân áo. Mình sẽ quay mặt phải với lại phần mặt phải của phần thân áo. Và ở cái phần lớp lót phía trong này thì các bạn cũng bấm một góc ở phía trên này, tương tự như phía bên này, để mình dư ra cái phần mình ráp phần lá cổ. Và phần phía dưới này các bạn cũng gấp mép và mình may lại như thế này. Mình sẽ lật phần mặt phải của phần cổ và mình sẽ bắt đầu may ở đây. Đây, may như là mình may cổ sơ mi hoặc là cổ áo dài bình thường thôi. Các bạn sẽ may và nhớ canh sao cho điểm chính giữa của phần cổ áo sẽ trùng với điểm chính giữa của phần thân áo như thế này. May xong nếu như mà cái vải cổ nó hơi bị găng thì các bạn có thể mình bấm sơ một số góc để cho cái phần cổ nó không bị găng quá. Còn nếu như mà không bị găng rồi thì thôi nha. Sau khi đã may xong lớp đầu tiên như thế này thì bây giờ các bạn sẽ gấp lớp phía trong vào và mình khâu dấu chỉ vào phía trong thôi.
Đây, mình sẽ lược trước một đường, sau đó mình sẽ khâu lược cho cái phần cổ này, nó sẽ cố định vào phía trong như thế này, che đi cái phần đường may phía trong. Đây, mình đã khâu lược trước một đường trước cho nó cố định phần cổ vào rồi, bây giờ mình sẽ đi. Sau đó thì mình sẽ khâu dấu chỉ. Các bạn sẽ luồn cây kim vào lớp thân áo, mình đâm lên và mình chỉ móc một phần nhỏ trên cái phần cổ áo ở đây. Các bạn cứ khâu cố định cho tới hết ha. Sau khi mình đã may xong phần cổ áo như thế này, được một cái phần cổ áo dài như thế này, hai phần cổ sẽ khít vào nhau. Hoặc là nếu các bạn nào muốn cho bé mặc thoải mái hơn thì khi các bạn vẽ rập, các bạn cho cái phần cổ này nó thưa ra chút xíu thì bé mặc sẽ dễ chịu hơn cái phần chính giữa cổ, và nó khít thì sẽ đẹp hơn. Tiếp theo mình sẽ đi ráp phần sườn áo và may phần tay áo. Các bạn sẽ may từ trên này xuống tới ngay điểm đánh dấu này, thì mình sẽ lại mũi ở đây để từ phần phía dưới này mình sẽ xẻ tà ở đây. Phần tay áo thì các bạn cũng gấp mép và mình may phần cửa tay này vào. Bạn nào kỹ thì mình sẽ khâu lược bằng tay thì sẽ đẹp hơn, còn không có thời gian thì mình may luôn cũng được. May luôn phần sườn tay vào. Sau đó mình sẽ ráp may phần tay này vào. Các bạn sẽ quay hai phần sườn tay và phần sườn áo trùng với nhau. Và may lên như thế này, thường là cái phần tay áo nó sẽ dài hơn so với phần thân áo khoảng 2 cm, để khi mình may nó có cái độ mỏng. Các bạn may sẽ may khoảng một đoạn khoảng 1/3 phía dưới thì các bạn sẽ để bình thường. Và trên 2/3 phía trên thì các bạn sẽ kéo nhẹ phần thân áo và đùng nhẹ cái phần tay áo này vào cho nó có cái độ mỏng trên cái phần tay sẽ đẹp hơn nha. Đây, các bạn sẽ có được một cái phần tay nhìn nó hơi phồng nhẹ ở cái phần tay như thế này. Là một cái phần tay mỏng như thế này là đẹp nha. Các bạn sẽ may tương tự với bên còn lại. Sau khi các bạn đã may xong phần tay vào rồi, cuối cùng thì mình sẽ đi may phần tà áo vào là được ha. Bạn nào kỹ thì các bạn có thể dùng tay mình khâu lược, còn không thì mình sẽ đi may vào cũng được ha. Cuối cùng thì các bạn sẽ đi làm khuy và đơm nút cho phần áo này là mình đã hoàn thành rồi. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách ráp may mẫu áo dài cách tân cho bé trai. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.